giải bóng đá nhi đồng U10 huyện Xuân Hinh năm 2024. Sáng nay cả hai đội, cả hai trận đấu. Trận đấu thứ nhất là đội Đức Bình Tây và đội Eton. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu đầu tiên của buổi sáng hôm nay là giải bóng đá nhi đồng huyện Xuân Hinh năm 2024. Lượt trận cuối cùng là vòng đấu bảng thì diễn ra giữa hai đội đội trong áo đỏ quân đỏ là đội bóng đá nhi đồng đến từ xã Nghệ Tôn, gặp đội trong da vòng áo xanh quân xanh là đội bóng đá nhi đồng đến từ xã Đức Phổ Đông. Chuyển biến trận đấu trong tập một, ông Huỳnh Nam Ninh tập tài hai. Thank you.
Bình Tây mới tỷ số trước 1-0. Cầu thủ mang áo số 11 của Đức Bình Đông. Cầu bái tú của Đức Bình Thắng mở tỷ số trận đấu 1-0. Đức Bình Đông mở, Đức Bình Đông mở tỷ số trước. Chúng tay rồi. Thank you.
trong hiệp 1. Em công trên 10 trong hiệp thi đấu. Thank you.
hiệp 1. Chúng ta đã tới coi kết thúc hiệp thi đấu nhất này. Cổ động mời anh Công Hà Nội Thủy Gia Lao. Bàn thắng thuộc về Bắc Kỳ Đông. Mời huấn luyện viên đội